Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ thay đổi tên hiển thị ở trên ứng dụng TikTok khi mà các bạn sử dụng mạng xã hội này. Thì khi mà các bạn sử dụng mạng xã hội TikTok, các bạn muốn thay đổi sang một cái tên hiển thị mới để người khác có thể là nhớ đến tài khoản TikTok của các bạn, thì các bạn có thể là tiến hành là đổi tên hiển thị cho tài khoản TikTok. Và để thực hiện được việc là đổi tên hiển thị cho tài khoản TikTok thì các bạn sẽ làm như sau. Ở trong ứng dụng TikTok thì các bạn chọn là phần là hồ sơ. Ở trong mục hồ sơ này thì các bạn chọn ngay vào cái phần là sửa hồ sơ, và nó sẽ có cái mục tên ở đây, các bạn chọn vào. Lúc này thì các bạn có quyền là sửa sang một cái tên mới. Ví dụ ở đây mình sẽ sửa sang cái tên mới là tên kênh của mình. Bây giờ thì sau khi mà các bạn đã sửa xong, các bạn nhấn vào phần lưu ở đây. Các bạn chọn là phần là xác nhận. Tiếp theo thì trong cái phần TikTok ID này các bạn cũng có thể là thay đổi. Ở trong cái phần TikTok ID này các bạn cũng có thể là thay đổi được. Tuy nhiên thì ở đây nó sẽ có những cái lưu ý, đó là TikTok ID chỉ có thể bao gồm những chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới và dấu chấm. Ngoài ra thì những cái phần này nếu mà các bạn thêm những cái ký tự khác thì nó sẽ không chấp nhận được nha. Ở đây nó ghi là khi thay đổi TikTok ID, liên kết hồ sơ của bạn cũng sẽ thay đổi. Bạn có thể thay đổi TikTok ID của mình một lần trong 30 ngày. Đó. Thì ở đây mình sẽ gõ tên của mình. Sau đó thì mình sẽ ghi cái dấu gạch dưới. Thì cái này ngày xưa nó cũng tương tự như là những cái bạn nào mà tạo cái tài khoản Yahoo thì nó cũng rất là giống. Khi mình đã thêm cái phần TikTok ID rồi, nó có cái dấu tích ở đây, có nghĩa là nó đã được chấp nhận, và các bạn nhấn vào phần lưu ở đây. Và nó sẽ hỏi mình một lần nữa là bạn có đặt TikTok ID của bạn không, thì mình chọn là phần là đặt TikTok ID. Đó, như vậy là nó đã thay đổi được cái phần TikTok ID của mình. Và như vậy là trên đây là mình vừa hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ thay đổi cái phần tên hiển thị của cái tài khoản TikTok của chúng ta.